lâu ngày nhớ bào quá, tôi định qua thăm bào bữa thu thu rồi đi rồi sao tôi nghĩ điện thoại tốt được. Không ơi, chị đâu có rảnh đâu, rảnh là chị đi không biết tính chị đâu, chị đâu ơi, chị đâu rảnh đâu, chị ngủ trưa trời trật rồi đủ thứ việc nhờ. Mày có lòng cán bộ phụ nữ để bà tham gia cái chương trình quát trọng trường lớp rồi mình hôm hôm đưa nó đào ra rồi kêu chị hùa mày quá để chị núp núp bớt lắm. Chiến đi là Út Lê Hà mà chị núp bán Sài Gòn. Chiến này mà vô hàng núp bán Sài Gòn thì mình núp bán Sài Gòn bớt đi. Chu Chu cũng mở bớt ra rồi họ nghiệp. Đi thêm cô Phúc hả? Thì tất nhiên bà dạy thêm phải cho đi học thêm chứ Trang mãi. Sợ bà không dạy chứ còn bà dạy thì mình phải cho con mình đi. Ba cháu qua. Ba cho nó biến qua nó luôn đi ba. Thì do con đang qua á. Dạ. Nghỉ dịch lao rồi ở nhà biết quần què chị mày. Thì đây đó chị chở cho, chị mà lẹ chở đi lo chị mấy. Bào bì lớn rồi chở đi. Mà nhà có Phúc ở đâu thì cũng không biết này. Sao thì xa đó, Úc Tinh, cái đó là đang ở Mỹ rồi đó. Đó đó, khu vực ở Mỹ đó. Xa đi. Dùng không đó, cái cần cho đi làm gì cũng hết. Ta đúng không? Chị chắc là mốt mình mới lên đó. Mấy cái bà rồi có đau có tim đúng không? Rồi có mệt chứ không? Lát cho cái bữa gì định rủ em mua chuối mẹ bà lẹ bằng chuối ngon lắm á. Làm chuối hương á. Lệ Hà dịch ni làm mài làm mâu làm mát bạch nó kêu ê để đó ơi tôi chở bà đi ăn hẹn không đó hẹn mà tôi kêu bữa đi mày đây tiên là ta toàn rồi mà mày cũng hẹn không đó. Không mà thì thấy bà là hết là bà làm mâu lên mà cái mâu không tươi chứ à, mới xăm lần nén chưa tươi lắm bầm bầm bầm. Không tải đầu thì như là sang lần đầu rồi bữa đó sang chị thấy màu lên màu đỏ cũng tươi lắm mà lột ra thấy bầm bầm lẹ mà chưa thấy bà đi lần ha chị kêu bà lồn mà không có tôi thấy bà tươi tôi mới lồn. Thôi thôi tán đi tán đi tán đi tán sập pin đi chờ tới ngày đã sang cái khổ đi luôn mất máy nam giờ chứ không biết.
Chị đi mua bồng bồng theo thời nhỏ trước chẳng phải. Chị anh mà một đứa đi mua gửi. Ý là mà thờ một đứa đi mua gửi. Gửi lần hư đứa gửi. Trời ơi, ta lớn thì chơi chơi già đi rồi, mà đi đâu đâu tao phải xin phép một lần, tao miễn chửi tao dễ sợ. Ừ. Đi mô mà tôi xin thấy tháng cho tôi đi là dạng đáng chuyển đếm cho tôi nhận đứa khác. Gì đó. Ừ. Rồi, chú có sợ mà chứ giờ mà dạng khác. Tí. Giọng lớn rồi mà. Đủ mạng đó. Ừ. Dịch đó, chưa có dịch đó thì em đỡ đủ đi học ở ngoài. Luôn mình tự ở nhà biết nữa. Cái chuyện nghỉ ở nhà luôn gì quá. Thì tự đi mô diễn cho tôi diễn luôn luôn. Đi chống quen luôn đó. Ừ. Lỡ mà đi ra đẹp mụn mà đùa đi thì biết. Kêu là cho ông ra để điện qua nhận Hưng chân rồi mai vẫn có một Hưng qua quạt. Ừ. Cái ca nhựa xuống đây, cái ca nhựa. Mới làm không chịu không quần. Đấu đồ mày sợ người đám cưới này chúng mày xuống thăm nhò nhạo lỡ thôi chứ chưa lễ gì mà. Con xí sao, con xí sao, thử dạ.
cách quá nhỏ chị. Nhà tiệm nail á. Qua lễ gì đó xuống xin lễ lắm hủ gì đó thầy. Lớp có đứa mà có mụn em có nhiều lắm à, lên giác hay xuống chưa ghê nghe nghe ghê nghe ghê thì mà vô khách sạn ok nhưng mà con đừng mà con đừng nhưng mà con đừng có qua nghe. Dạ. Nhưng mà con đừng có qua nghe. Hả? Con đừng có qua kinh, đừng có đụng ba, đừng có đụng ba xích đó. Chứ đi thay đồ mà. Thay đồ chi? Thay đồ qua dịch vụ. Không, bớt giỡn. Nhà kia mất tiệc á. Tiệc đám hỏi cô Quyên. Người lớn không con qua? Thôi, con chuyện mà. Mình đừng có vô gì. Nó rồi đó. Đến đâu rồi có xỉu có làm mày. Thank you.